cái hình một cái hình thức bên ngoài, do là mặc áo cà sa hay là đắp y hay là cái mặt bên ngoài cũng thấy đó là giống hệt bọn hòa thượng. Yeah. biết nói pháp nói toàn kinh pháp, mọi miệng là nói kinh pháp, mọi người cái đạo lý không, nhưng mà cái tâm bằng đạo, cái tâm là không có cái gì hết rồi. Những cái gì đó, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng thấy, cái gì nói khoác la mình cái miệng của ngoài á. Yeah. Cái gì chúng nghe, cô nghe cũng lọt lỗ tai chứ. Nhưng mà cô làm một cái là cái tâm cô không thấy. Yeah. Không có cái gì hết trơn. Cái tâm không có cái gì hết trơn. Chỉ có được cái, vô có được cái không tâm. Có một cái là có một cái tâm á, có một cái tâm cái gì cũng muốn. Yeah. Cái gì cũng muốn, cái gì còn cũng được, cái gì cũng có. Tâm tham nó sẽ không có cái tâm tham. Đó. Mình không có cái tâm tham, nói cái người đời cái tâm tham nó có cái ít chút, còn nói cái người tu á. Yeah. mình nói như vậy là người ta nói mình nói bừa bãi. Yeah. chứ còn nấu cái có không đây là không được rồi. Yeah. Nói cái người tu, mình tu mà mình xử sự mình hành đạo đúng như Đức Phật vậy đó, đúng như ông Phật á, đúng như một nhà Phật hay là ông Viên chẳng hạn, thầy không có dịch. Cô không có cái gì hết. Bây giờ cô có một cái, cô có một cái kim cũng được đó. Cô có một cái sợi tóc cũng được, cũng là khó. Nha, con này không có chứ. Không có gì hết. Như vậy mới Đức Phật mới gọi là có cái không á. Nó trống rỗng á. Có nhưng mà có cái không. Còn cô có cái kim. Cô có sợi tóc. Nha, cô có nén vàng. Cô có $1, cái gì cũng có. Cô có vàng bạc ngọc ngà châu báu kim cương hột sọn, cái gì cũng có hết trơn. Yeah. Mặt cái không có. Yeah. Anh nè, cô Mai có cái không. Yeah. đó là chỉ cho cô thấy. Yeah. Nếu mà bằng đạo chưa có được một lần nào để mà tiếp xúc với cô, nếu bằng đạo tiếp xúc không nhiều nha, chỉ một lần thôi. Yeah. Thì cô cũng có thể cô có thể chứng ngộ được, cô có thể thông suốt được. Yeah. Đó là như vậy đó. Yeah. Sư ông có một anh nhờ con á, sư ông nhờ sư ông giải về tu thiền á, sư ông cách tu thiền của sư ông á, sư ông cái tu thiền á. Yeah. Cái tu thiền á, cô biết tu thiền là cái gì không? Yeah. Đó là một cái danh từ. Yeah. Tu thiền là cái danh từ thôi. Yeah. Một cái tên thôi. Yeah. Còn cái tu thiền nó có một cái pháp môn. Pháp môn có một cái pháp môn. Dạ. Có pháp môn, có pháp môn, cái người ta hành thiền đó. Dạ. Gọi là tu thiền. Dạ. Đó. Tu gì cũng á, tu tiên tu Phật cái gì, cái người ta hành thiền gọi là tu thiền. Tu thiền đó gọi là bên hàng tiên á thì gọi là thiền định. Còn bên nhà Phật á cũng vậy thôi, nhưng mà cái từ nó khác. Bên nhà Phật gọi là tịnh tọa. Tịnh thiền á. Dạ. Gọi là tịnh tọa, bên này là thiền định. Còn nói như bên hàng tiên thì cái cảnh giới của tiên ở á là thanh tịnh. Yeah. Còn cái cảnh giới của chỗ mà ông Phật ở gọi là thiền tịnh quang. Yeah. Còn mình đây á, mình đạo ở đây là vắng vẻ, là cái chỗ không người á. Yeah. Mình đạo không chỗ không người á. Là đó là vậy. Yeah. Nhưng mà cái lý ra nó cũng y vậy thôi. Yeah. Không khác gì hết. Yeah. Còn nói mình là cái người tu mà ở cái chỗ thiền ba, nó ở chỗ ồn ào, ở chỗ bị động, thì đâu có phải cái đó đâu phải là thiền tịnh quang. Yeah. Mà cũng đâu phải là thanh tịnh. Yeah. Mà cũng đâu phải là vắng vẻ. Cô nghĩ cô phải không? Yeah. Cái chỗ mà kêu bằng thanh tịnh á. Yeah. Cái chỗ thanh tịnh á là cũng như cái chỗ không người vậy đó. Bằng đạo bây giờ, bằng đạo luôn cái chỗ không người nè. Yeah. Bằng đạo bây giờ á, không có người thân, không có bà con dòng họ, không có mấy ai. Chỗ bằng ao là ở nơi rừng sâu núi thẳm, ở trên núi, qua trên cái chỗ bằng đạo cao như cái chốt núi gì đó. Yeah. Ngàn năm là không có bóng người, có bóng cô là lâu lâu cô tới một lần. Yeah. Rồi cô tới để gặp một lần. Yeah. Cái bậc tiên Phật á, thần thánh mới là gặp bằng đạo thôi. Cái người đời là không có dễ gì được gặp đâu.
không có gì được. Bằng đạo bây giờ là không có biết đường về, không có biết đường ở đâu mà về nhà nữa. Sư ông đi quá xa hả sư ông? Quá xa, bằng đạo đi quá xa, không trần lại được. Bây giờ là cô còn biết đường đi về nhà cô, dạ. cô còn biết về về Tân Hồng, dạ. Cô còn biết cái nhà cô ở đâu, bằng đạo có nhà đâu mà về, không cửa không nhà, bốn phương là nhà, dạ. Bốn phương là nhà. Bằng đạo à, cái chỗ bằng đạo an trụ là đất đó. Trên của bằng đạo không có mái che, trời che. Cái bằng đạo nói cái câu ra trời che đất chở, dạ. Đó là như vậy đó, dạ. Người ta ngồi á, người ta ngồi trên ghế xà lông á, ngồi trên đi quan cẩm lai, ngồi trên trước gấm màng nhung, ngồi trong nệm gấm, còn người ta ở trên đầu á, đầu á đội mão, đầu đội mão. Sư ông ngồi trên bãi cỏ. còn bằng đạo á ngồi ngồi trên mặt đất, yeah. Kêu bằng suốt cả đời là sống với cát bụi, yeah. Làm bạn thì làm bạn với cỏ cây, yeah. Tối thì chơi với trăng sao đó. Đối với bằng đạo, liên thuốc trường sanh của bằng đạo là sương gió nắng mưa, đó là bạn đời, đó là thuốc trường sanh, yeah. Còn nói với cô chắc là không được, bởi vì cô ra sương được nắng mưa không chịu, nắng gió kỵ mưa vô cái nào cũng chết, cái nào cũng bị làm chết. Mình phải tập luyện nó mới được, yeah. Không tập luyện đâu có được, phải không, yeah. Khó ai tập luyện được như sư ông, cái gì á, dạ. cái sắc trần mình cũng phải tập luyện mới được, dạ. Phải luyện mới được. Cô mà tập luyện với cái mưa, tập luyện với cái mưa thì cái này có gì không, sao bà cô không thấy hình nha? Thấy rồi đó sư ông, mai tắt cái gì, tại mai mình bởi mai tắt đèn á, cho nên là mình cái sắc trần. Hồi nãy thấy rõ, bây giờ thì nó làm như ban đêm vậy đó. Bây giờ làm như ban đêm, hồi nãy thì thấy rõ lắm. Có cô á thì không biết bạn nào nói gì cô có nghe được hay không. Đó thấy rõ rồi đó, thấy rõ. Nãy giờ có nghe là ban đêm vậy đó, thấy cái bóng. cái mình bằng xác thịt của mình, cái xác của mình là cái xác trần ai của mình. Thì cái gì mình cũng phải tập luyện hết trơn, không có cái gì khó, chẳng qua mình không làm thôi. Khó là mình khó gì, có lại cái bản tính của mình khó. Cái khó là gì, không phải là khó gì ngăn sông kết núi, mà tại vì cái lòng người ngã núi ra sông, yeah. Cũng như cô thấy bên Mỹ mà đi qua tới đây để mà thăm bằng đạo, với bằng đạo đó, bên Mỹ mà đi cô là 3-4 lần rồi đó, có 3-4 người rồi đó. Yeah. Rồi ở đâu bên Hồng Kông, bên Đài Loan, bên Campuchia, cô biết nó xa còn hơn cô xuống đây nữa đó. Nó về hàng xa hàng xa, ở Quảng Trị vô đây là cả trên 1.000 cây số đó mà cũng dẫn tới đây gặp bằng đạo đó. Bởi vì chẳng qua là nói là đường xa khó không phải vì ngăn đông kết suối, tại vì khó là mình khó. Đường xa khó, đường xa không khó. Đường xa không khó gì ngăn sông cách núi, mà chỉ vì làm người ngã núi ra sông, yeah. Chứ còn không có gì khó chứ, yeah. Cái gì mình cũng đạt được. Cũng như cái mình tu luyện cái cuốn kinh Pháp Hoa nè, yeah. Đó là Đức Phật nói là rất cao siêu, bởi vì kinh Pháp Hoa này là kinh Đại Thừa mà nó cũng Thượng Thừa. Lời Phật nói, Lời Phật nói trong kinh Pháp Hoa này rất là khó thấy, khó hiểu, khó nghe, khó biết. Đó là cái khó, chứ không phải mình không thực hành được. Dạ đúng đó sư ông. Có một anh nhờ con hỏi, nhờ sư ông giải thích là ảnh tụng kinh Pháp Hoa đó, nhưng mà ảnh nói trong cuốn kinh Pháp Hoa giống như là đang kể chuyện, chứ không phải là giống như là đọc kinh đó. Ảnh nói nhờ sư ông giải đáp. Cái kinh Pháp Hoa đó, yeah. Thì nó không có kinh nào giống nó, mà nó cũng giống kinh nào, yeah. Đức Phật Tổ Như Lai á, Đức Phật Tổ Như Lai của mình nó viết ra 3 tạng kinh.
mà ba tạng kinh là mười mấy ngàn quyển kinh, mười mấy ngàn quyển kinh đó là gồm có cuốn Pháp Hoa, trong đó có cuốn Pháp Hoa nha. Dạ, dạ. Mà cuốn kinh Pháp Hoa đó là nó là Đức Phật nói là tất cả hàng dạng pháp môn. Dạ. Các bạn, Đức Phật nói là dạng pháp môn tu, vô lượng pháp môn tu, đó là nó gồm nằm trong cuốn kinh Pháp Hoa hết. Dạ. Còn các kinh khác đó là kinh khác, đó là kinh khác, đó nó là kinh tiểu thừa, không phải là kinh đại thừa. Chỉ có cuốn kinh Diệu Pháp liên quan kinh này mới là kinh đại thừa, mà cũng là kinh tiểu thừa đó. Bởi nói là kinh mình cần phải học thuộc cái đầu đề, cái tựa. Yeah. Cái tựa là mình đi xuống dưới Diêm Vương, xuống ra đi qua từ dưới cõi Âm Phủ á. Yeah. Để mà gặp Diêm Vương á, thì ông Vương có hỏi thì mình trên này cô có cuốn kinh Pháp Hoa là cô ráng học thuộc cái đề tựa nghe. Yeah. Kinh Diệu Pháp liên qua đại thừa vô lượng nghĩa xứ Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm nghe. Yeah. Cô cần nhớ bao nhiêu đó thôi là cô khỏi đọc hết cuốn kinh. Cô xuống với A Tỳ Khưu Âm Phủ á, gặp Vua Diêm Vương, cô khỏi đọc hết cuốn kinh nha. Yeah. Chỉ có đề kinh một cái là ở đó thôi thôi mà cô xuống đi là cô khỏi đề kinh, đó là cô thả chưa vậy. Yeah. Khỏi cần đọc cuốn kinh. Bởi vì khi mà cô xuống với cái cõi Diêm Vương á, thì ra mắt ông Vua Diêm Vương nhất trước là cửa ngục thứ nhất, đó là ông vừa đó mới ông mới hỏi nhà ngươi ở trên dương thế nhà ngươi lập được công đức gì. Thầy cô đến nhà cô có cuốn Pháp Hoa là. Yeah. Cô có đọc kinh Pháp Hoa là cô nói là con ở trên dương thế con có tụng kinh Pháp Hoa, cô có còn thầy tụng kinh Pháp Hoa. Yeah. Đó, ông mới biểu cô bây giờ lên trên khán đài đó là cơ bản đọc tụng thử coi cho ông thấy ông biết. Thì cô lên cô mới đợi kinh cô lỡ là cô lên trên khán đài là cô mới đọc là kinh Diệu Pháp liên qua đại thừa vô lượng nghĩa xứ Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm, đó là ông biết cô sự thật cô có tu. Yeah. cô có tu là cô có tu suốt đời cô là cô có tu kinh Pháp Hoa. Yeah. Cô có tu kinh Pháp Hoa đó là cô kêu xuống khỏi cần đọc nữa, khỏi cần biểu cô đọc hết cuốn kinh. Yeah. Đó là cô thuộc lòng chứ không phải là cô đi xuống đâu có đem cuốn kinh theo. Cô đâu có kinh đâu mà biết mà nhớ thôi, mà đem theo cô không có nhớ đâu. Dạ. Cô thuộc lòng chứ có mình cực chất là thuộc lòng cái đầu đề á. Dạ. Cho nên cô đề kinh đó là như vậy, là khi mà cô mà đề kinh vậy đó, cô đề kinh là kinh Diệu Pháp Liên Hoa đại thừa vô lượng nghĩa xứ Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm, là bao nhiêu cái vong hồn, bao nhiêu hồn ma đó, nó ở dưới là nó được chịu thoát hết rồi. Nó nghe cô đề kinh đó. Dạ. Cô chưa có đọc hết cuốn kinh mà cô đề kinh, cô mới đề kinh cái tựa đề vậy là nó được giải thoát hết rồi đó. Yeah. Không còn bị giam cầm, không bị địa ngục anh gì vậy cả. Rồi cô bây giờ cô ở trên trần gian nè, cái nhà cô mà có kinh Pháp Hoa đó. Yeah. Nếu mà cô mà đọc á. Yeah. Cô coi thầm thì nó không nghe nha. Cô đọc á, cô mà đọc kinh á rồi á thì các cái dông, các cái hồn ma, các đội ma quỷ á, nó đều siêu thoát hết. Chứ đừng nói gì tới ông bà cha mẹ cái người thân của mình mà quá giả nha. Sư ông con đọc thầm không rồi sư ông? Cô đọc thầm là cô biết rồi, ma đâu nghe. Rồi ông bà mình có siêu thoát được không? Hả? Sư ông? Cái siêu thoát đó là cái ảnh hưởng của cô mà cô tu mà cô có cuốn kinh Pháp Hoa đó. Dạ. Cô tu với cuốn kinh Pháp Hoa đó là nhờ cái phước đức đó, nhờ cái hồng phước đó mà được siêu thoát. Cô có cuốn kinh Pháp Hoa này, cô khỏi cô cần cầu nguyện gì như các cái cuốn kinh khác. Yeah. Các người đang tu mà cuốn kinh khác đang cầu nguyện là cầu nguyện cho ông bà cha mẹ gì mình được siêu thăng tịnh độ này kia, cái này cô khỏi. Yeah. Dưới cầu cho hoàn cầu thế giới rồi, trời ơi, cô mà đạo hạnh cô bao nhiêu, đức hạnh cô bao nhiêu mà cô độ cả hoàn cầu thế giới. Yeah, yeah. Cái hoàn cầu thế giới mà cô biết nói như thế nào mà cô độ. Yeah. Như dạ ông đưa ra xanh đó cô độ nó. Yeah. Ông độ nó không. Yeah. Rồi cái những cái người người ta tội ác như núi như đơn, tội ác chồng chất nhưng tài rồi không, 1 triệu người cũng chưa có một người mà được cái đạo tâm. 1 triệu người chưa kiếm một người khi cô cũng có nữa. Yeah. Chứ đừng có nói cô có để đâu được không. Yeah. Cái đó mấy người đó là bào lao. Chứ còn đừng có nói minh đổ con chứa rồi,
nói riêng mình mà tu cho đắc đạo quá cho thành quá tu đầy đứa đức hạnh, đầy đứa đức hạnh, gọi là đức Phật gọi là cái người đó tu mà đạo hạnh đầy đủ, gọi là đại đạo bồ đề, gọi là đại đạo tâm đó. Cô có làm được chưa? Dạ. Chứ đừng nói mình đâu ai. Dạ. Cái đó là Đức Phật mới nói. Cái chuyện bào hao, cái đó là tào lao, dạ. Cái đó là gọi là nói, nhân thân bất độ hà thân độ. Độ mình không độ mà đi độ người ta, dạ. Độ mình chưa xong rồi. Bây giờ mình là cái người tu là cái người chưa chắc nhìn qua độ cái sông Hụt Dò chứ chắc rồi. Dạ. Là đâu có biết lỗi. Mình chỉ tập lỗi mà. Cái mình học đạo mình là cái người bước vào đạo mình, cái học Phật Pháp mình đưa học mà. Mình đưa học tu mà có đường cho mình. Chưa có thân thức, chưa có rành, chưa có trí huệ mà. Chưa có huệ tâm, huệ trí, chưa có huệ được mình, chưa mình chưa có cái huệ gì hết. Mình nói mình đồ ai đó. Dạ. Đây là mình qua cái sông Hụt Dò chắc. Dạ. Đừng có nói là cái sông sâu. Đừng có nói là gặp cái sông cái của mình mà mình đợ là chứ chắc. Hay qua sông cái nào chứ chắc rồi. Dạ. Chứ nha. Rồi còn phải qua một cái biển lớn nữa kìa. Qua cái sông cái nhỏ, qua sông cái tàu, qua sông cái nhỏ, rồi cùng qua cái sông Mỹ Thượng á, cái sông Cửu Long á, rồi qua sông được cùng còn qua một cái biển nữa kìa, qua được chưa mà đòi độ ai? Đó là cái chuyện đó là không có rồi. Tôi nói cái độ nè, ông Phật còn chưa độ ai, ông tiên cũng chưa độ ai, mà bà Phật nào cũng không có bà tiên nào mà độ ai hết, không có độ ai rồi. Từng chúng sanh đỡ trần gian, đói no chết sống, bị xe đụng xe cán chìm xuồng chìm ghe chết hụt là treo cổ uống thuốc sâu gì rồi chết tại mẹ nó không có ai đổ, không ai cứu vớt chứ. Yeah. Chết cho chết luôn không có đổ được đó. còn cái mà độ là như thế này, bây giờ tôi nói độ nha, tôi nói Phật độ nha, đó là kinh pháp. Bây giờ vô trang như cuốn kinh pháp qua nè, Phật ra cuốn kinh pháp qua nè, là đó là mình có cuốn kinh, mình có cuốn kinh Phật đó, mình lo tu, mình hành đạo y như là Phật dạy vậy đó. Đó là Phật độ. Đó là Phật độ đó. Chẳng hạn như ví dụ như bằng đạo nè. Dạ. Cái muốn cũng không có được đó. Dạ. Cái muốn là cũng không còn nữa chứ đừng có nói. Mình gọi là chân không. Dạ. Cái mình tu luyện lên tới đạt cái pháp không thì không có cái gì hết. Không muốn. Chứ bằng không thương, không ghét, không yêu, không trụ. Đừng có nói yêu ai, không có nữa. Không có yêu ai. Mấy ông mà tiên mà ở trên cái cung trời ở trên cõi tiên cõi thánh mà la yêu một cái là xuống trần rồi. Yeah. Không có ở đỉnh rồi. Yeah. À, mà không đế cho xuống đây yêu là phạm tội hết xuống đây. Ờ. Phạm giới rồi. Yeah. Mình đạo nói cô nè. Yeah. Cô bây giờ với trần gian cô ở được với ông này nha. Đó. Cô với ông này yêu thương cái nào yêu thương. Cái ngày mà cô đi về cái cõi tiên rồi nha, cô gặp ổng nữa rồi. Ông có theo cô nữa. Ông về cái cõi của ổng á. Ông ơi coi trời, ông về coi trời ở. Cô tiên về cảnh tiên cô ở. Cô mà đệ tử có cái bà nào á. Cô gì đó cô ở. Cô ổng là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế gì đó. Ông gì đó ông ở. Chứ không ai gặp ai được. Đó là cái việc trần gian cũng ở với trần gian mình. Chứ còn đừng có nói nha. Đừng có nói mà khi mà rời bỏ cái cõi đời này rồi á. Mà hai người mà dẫn về trời không có chuyện đó đâu. Yeah. Không có gì có. Ai ở cõi nào thì về cõi đó hay sao? Đúng rồi, đó vậy. Cô á, cha mẹ trên cái cõi đời này là cha mẹ của cô ở cái kiếp này. Cha mẹ của cô là khác, không phải. Yeah. Không phải này. Yeah. Cô có cha có mẹ ở cái cõi thiên, cái cõi. Ổng cũng vậy. Yeah. Ổng mà kia, ổng con của Ngọc Hoàng Thượng Đế không chừng. Yeah. Cô nghe người ta thường nói là, này con trời á. Yeah. Ổng ở đây ổng kêu ổng bằng anh, chứ ổng mà về trời cô gặp ổng kêu bằng ông trời á. chứ không à, bởi vì ổng cũng là ông trời đó, tướng trời đó nha. Ổng ổng mà biết được trần em, biết được trần ngày này cô thấy ổng tình thương vậy em. Khi mà cái đời bạc pháp này đó, cái hào quân này nói đời bạc pháp này lập đời thượng quân, có một trận chiến ác liệt là ở dưới trần gian về cái nước Việt Nam có một trận chiến ác liệt, là ác liệt là 10 phần hết 7 còn 3 hết 2 còn 1 á, là lập đại lợi lập đại thương vân, là có một chiến ác liệt là nước mình có vua ra đời, từ đó có Phật ra đời là Phật Di Lặc á ra đời,
đời, là có vua ra đời, có thần thánh trên phải cái đời, không chừng nó có ông ra đời đó. Thì đó không biết ông đâu, ông là nguyên sói cái này gì đó, hết tận nguyên rồi đó, ông cầm binh đi đánh đi trên phạt đó, mình đâu biết được, tôi đâu biết được. À.